Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi và trồng cây ăn quả công nghệ cao tại huyện Thạch Thành. Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiệu quả mô hình trồng ổi lê Đài Loan tại xã Thành Tâm. Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 2, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị để nghe cho ý kiến và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án gồm khu chăn nuôi lợn giống thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thanh Hóa tại xã Thạch Tượng và xã Thạch Lâm, trồng cây ăn quả công nghệ cao tại xã Thành Vân, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành và nhiều nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành chức năng của tỉnh. Thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và nghị quyết số 16 ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam đã đề xuất thực hiện dự án khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thanh Hóa tại xã Thạch Tượng và xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành. Dự án khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thanh Hóa có tổng quy mô diện tích trên 52 ha, với công suất chăn nuôi khoảng 5.600 con lợn nái trên một năm, cung cấp ra thị trường khoảng 69.500 con lợn giống trên một năm, 9.800 con lợn hậu bị trên một năm, 77.400 con lợn thương phẩm trên lứa. Khi dự án đi vào hoạt động, sẽ cung cấp lợn giống, lợn thịt, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Góp phần giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Về việc xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trồng cây ăn quả, cam bưởi ổi, bơ công nghệ cao tại xã Thành Vân, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại công văn số 4207 ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc giao hoàn chỉnh thủ tục về đất đai liên quan đến dự án, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành đơn vị làm rõ những vấn đề có liên quan đến quy định pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất thực hiện dự án nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Dự án trồng cây ăn quả cam bưởi ổi bơ công nghệ cao tại xã Thành Vân và xã Thành Tân, huyện Thạch Thành có tổng diện tích khoảng 55 ha với 12 phân khu, có tổng mức đầu tư trên 41 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Quyền Anh làm chủ đầu tư. Sau khi nghe lãnh đạo các sở ngành phân tích làm rõ những vấn đề pháp lý của hai dự án, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đều thống nhất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chăn nuôi và dự án trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện Thạch Thành theo hướng công nghệ cao. Phát biểu kết luận, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, thống nhất về chủ trương và hoan nghênh đánh giá cao sự chủ động của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và huyện Thạch Thành trong kêu gọi đầu tư, đồng thời nhấn mạnh, công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam là tập đoàn lớn có nhiều dự án đầu tư trên khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Việc tập đoàn Dabaco Việt Nam quan tâm đầu tư trang trại chăn nuôi lợn tập trung quy mô công nghiệp tại huyện Thạch Thành sẽ góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế cho địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trịnh Văn Chiến cũng lưu ý, trong quá trình triển khai các dự án, các thủ tục liên quan đến đất đai, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng theo quy định của nhà nước, quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, nguồn nước, nhanh chóng hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết để cho nhà đầu tư triển khai dự án, góp phần vào phát triển kinh tế của huyện Thạch Thành nói riêng và của tỉnh Thanh Hóa nói chung. Về dự án trồng cây ăn quả công nghệ cao tại xã Thành Vân, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất về chủ trương theo nội dung tờ trình của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan
hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết để cho nhà đầu tư triển khai dự án. Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 25 tháng 2, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và đại diện các phòng ban ngành chức năng, trạm trưởng trạm y tế các xã thị trấn tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Thạch Thành. Trong năm 2020, toàn ngành y tế phấn đấu giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, dịch bệnh, góp phần tăng tuổi thọ người dân, cải thiện các chỉ số sức khỏe cơ bản, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các tầng lớp nhân dân. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến sáng ngày 25 tháng 2, cả 16 trường hợp nhiễm COVID-19 tại Việt Nam đã điều trị phục hồi. 12 ngày qua không ghi nhận thêm ca nhiễm mới. Việt Nam đã kiểm soát tốt đối với những người đến từ Trung Quốc và người Việt Nam từ Trung Quốc về. Bây giờ, tiếp tục là Hàn Quốc và các nước đang có dịch khác. Công tác dự phòng khám chữa bệnh, trang thiết bị y tế, đảm bảo hậu cần, truyền thông, phòng chống dịch tiếp tục được triển khai kịp thời, hiệu quả. Đại diện Bộ Y tế nhận định, từ đây, dịch sẽ chuyển sang giai đoạn mới thử thách hơn, khó khăn hơn. Người dân cần bình tĩnh, sàng lọc thông tin để có những thông tin đúng đắn nhất. Đại diện Bộ Y tế cũng khẳng định luôn, minh bạch thông tin để cảnh báo nguy cơ và kêu gọi mọi người dân cùng tham gia phòng chống dịch. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận cảm ơn những công hiến hy sinh của các thế hệ thầy thuốc đối với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng thời, gửi lời chúc mừng đến các y bác sĩ, những người làm trong ngành y tế của cả nước nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Theo Phó Thủ tướng, đến thời điểm này, Việt Nam đã và đang phản ứng kiểm soát rất tốt với các tình huống của dịch COVID-19. Tuy nhiên, chúng ta không vì thế mà chủ quan lơ là. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần phòng chống dịch, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, sẵn sàng cho tình huống mới xảy ra. Trên cơ sở kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phải gấp rút soạn sổ tay hướng dẫn phòng dịch tại các địa phương. Ngay trong sáng ngày mai, phải trình lên phiên bản đầu tiên của cuốn sổ tay và tiếp tục cập nhật dựa trên tình hình thực tế trong thời gian tới. Về việc cách ly những người đến từ vùng dịch COVID-19, Phó Thủ tướng đồng tình với phương án cách ly của thành phố Đà Nẵng và nhấn mạnh đây là trách nhiệm công dân và trách nhiệm quốc tế chúng ta cần hợp tác và thực hiện. Đối với nhiệm vụ năm 2020, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị của ngành y tế từ trung ương đến địa phương tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch trong công tác thu chi khám chữa bệnh, không ngừng nâng cao chất lượng y tế, hướng đến sự hài lòng của người bệnh, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Ngay sau hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phạm Đình Minh giao phòng y tế, trung tâm y tế tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện các phương án chủ động tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu các địa phương phối hợp cùng các ngành liên quan thực hiện công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ các đối tượng từ vùng có dịch trên thế giới khi về địa phương, công an, phòng lao động thương binh xã hội huyện thống kê số người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn để rà soát quản lý, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chủ động phòng tránh dịch bệnh trong nhân dân. Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của huyện, thời gian qua, nhiều nông dân trên địa bàn huyện đã chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả, hoa màu cho thu nhập cao. Điển hình là mô hình trồng ổi lên Đài Loan ở xã Thạch Tâm. Có mặt tại vườn ổi gia đình anh Lâm Xuân Tú, thôn Vạn Bảo. Được biết trước đây, khi chưa trồng ổi, gia đình anh đã từng trồng lúa, lạc và cây sả. Nhưng năng suất thấp do đây là vùng đất vào mùa nắng thì khô hạn, mùa mưa thường ngập úng. Nhận thấy cây ổi Đài Loan là loại cây trồng dễ trồng, tỷ lệ cây sống sau trồng trên 90%, sinh trưởng nhanh, không tốn nhiều công chăm sóc, tỷ lệ đậu quả và năng suất cao. Thu hoạch quanh năm. Đến cuối năm 2016, gia đình anh đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng ổi lê Đài Loan trên tổng diện tích hơn 1 hectare. Đến nay, sau 3 năm, vườn ổi gia đình anh cho năng suất khoảng 30 tấn ổi mỗi năm với mức giá 12-15.000 đồng trên 1 kg. Trừ chi phí, gia đình anh thu về khoảng 420 triệu đồng. Chia sẻ với chúng tôi, anh Lâm Xuân Tú cho biết. Như gia đình trồng được 1 hectare ổi lê Đài Loan, năng suất thì cứ 1 năm thì mỗi cây là cho đi khoảng
30 cho đến 50 kg, mỗi năm thì cho về khoảng 400 đến 450 triệu. Thì trừ chi phí thì gia đình thu lại khoảng 300 triệu. Theo người dân nơi đây, giống ổi lê Đài Loan trồng trên đất thành tâm cho quả to, có vị ngọt thanh, mùi thơm và giòn, khác hẳn với những loại ổi khác đang bán trên thị trường. Nhận thấy mô hình trồng ổi lê Đài Loan đạt hiệu quả cao, nhiều người dân trong xã đã đến học hỏi kinh nghiệm để trồng. Đến nay, diện tích trồng ổi lê Đài Loan ở xã Thành Tâm đã mở rộng lên đến 70,5 ha với 50 hộ tham gia. Trong đó có 15 ha đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện, Hội nông dân huyện và Ủy ban dân xã Thành Tâm đang hoàn thiện hồ sơ chứng nhận Việt Gáp các diện tích còn lại và quy hoạch thành lập hợp tác xã trồng ổi nhằm tìm kiếm hướng đi ổn định bền vững cho người dân. Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Dương, Chủ tịch Hội nông dân xã Thành Tâm cho biết. Thực hiện cái chương trình công tác hội nông dân năm 2020 thì Ban Thường vụ Hội nông dân xã Thành Tâm phối hợp cùng Ủy ban tổ chức thành lập hợp tác xã ổi lê xã Thành Tâm. Và khi mà tham dự và khi mà hội về và dự kiến là cái thành viên tham gia hợp tác xã sẽ là khoảng 50 thành viên. Và khi các thành viên mà tham gia hợp tác xã ổi lê thì sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi. Ví dụ như là sẽ được tham gia hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ về khoa học kỹ thuật. Và hợp tác xã sẽ đảm bảo cái ổn định đầu ra đầu vào cho hội viên nông dân. Và cái tiến triển của cái thành lập hợp tác xã này là dự kiến là đầu tháng 3 là chúng tôi sẽ thực hiện để đảm bảo cho hội viên được hưởng cái quyền lợi. Có thể nói, ổi lê Đài Loan là loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Nhiều hộ trồng ổi nhờ thay đổi cách nghĩ, cách làm, tích cực áp dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật trong thâm canh cây trồng, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, lựa chọn cây trồng phù hợp, mở rộng mô hình sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa nhằm phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM băng tần 95,8 MHz và trên website thachthanhtv.vn. Phần cuối chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, cách ly là biện pháp rất quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hiện nay, ngoài cách ly tại cơ sở y tế theo quy định, thì có những người chỉ cần cách ly tại gia đình và nơi lưu trú để theo dõi, giám sát. Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây chúng tôi xin giới thiệu hướng dẫn của Bộ Y tế việc cách ly y tế tại hộ gia đình, nơi lưu trú. Mời các bạn lắng nghe. Theo quy định, những người không có các dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 như sốt, ho, khó thở và có một trong những yếu tố sau đây thì phải cách ly. Sống trong cùng nhà, cùng nơi lưu trú, người cùng làm việc, cùng nhóm du lịch, cùng đoàn công tác, nhóm vui chơi với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh. Người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh. Người ngồi cùng hàng hoặc ngồi trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe, toa tàu, máy bay với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh. Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng đi qua Trung Quốc trừ tỉnh Hồ Bắc trong vòng 14 ngày kể từ ngày đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam. Về thời gian cách ly. Thời gian cách ly tối đa là 14 ngày, tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với người bị bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Khi người nghi ngờ mắc bệnh được chẩn đoán để loại trừ không mắc bệnh, thì những người được cách ly có liên quan sẽ kết thúc việc cách ly. Yêu cầu về nơi cách ly. Tốt nhất, người được cách ly nên ở một phòng riêng. Nếu không bố trí được, thì phải kê giường ngủ của người được cách ly cách giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình ít nhất 2 mét. Phòng cách ly nên thoáng khí, ít đồ đạc và thường xuyên được vệ sinh, lau chùi, khử khuẩn sạch sẽ. Người được cách ly cần thực hiện những việc sau. Phải chấp hành nghiêm ngặt thời gian tự cách ly, không được tự ý rời khỏi khu vực cách ly. Hàng ngày, tự đo thân nhiệt ít nhất 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Ghi chép kết quả đo vào phiếu theo dõi sức khỏe và thông báo cho cán bộ y tế được phân công theo dõi. Khi thấy có một trong các biểu hiện như sốt,
ho, khó thở, phải báo ngay cho cán bộ y tế để được khám và điều trị kịp thời. Người được cách ly phải hạn chế tiếp xúc trực tiếp, không ăn chung, uống chung, dùng chung dụng cụ với người trong gia đình và những người khác. Thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn để phòng tránh lây lan cho người xung quanh. Tập thể dục đều đặn, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe. Phải thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng để vào túi đựng rác thải riêng và giao cho cán bộ y tế để xử lý như chất thải lây nhiễm theo quy định. Đối với các thành viên trong gia đình, người làm việc, người quản lý, nơi lưu trú của những người được cách ly cần lưu ý. Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly. Khi cần tiếp xúc phải đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Thường xuyên lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly để họ yên tâm, tin tưởng, hợp tác, thực hiện việc cách ly theo quy định. Thông báo ngay cho cán bộ y tế được phân công theo dõi khi người được cách ly có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở. Hỗ trợ phương tiện vệ sinh xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang cho người được cách ly nếu có yêu cầu. Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình nơi lưu trú. Không chủ quan, không hoang mang khi nghi ngờ mình thuộc đối tượng cần cách ly. Hãy gọi điện đến cơ sở y tế gần nhất hoặc số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 3228 hoặc 1900 9095. Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương. Hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe, toa tàu, máy bay. Thẻ Agribank đồng hành cùng Tam Nông. Từ ngày 24 tháng 10 năm 2019 đến ngày 15 tháng 9 năm 2020, Agribank triển khai đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp nông thôn cụ thể như sau. Triển khai đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp nông thôn trong toàn hệ thống Agribank. Địa bàn triển khai nông nghiệp là phân ngành trong hệ thống ngành kinh tế quốc dân, bao gồm các lĩnh vực nông lâm, diêm nghiệp và thủy sản. Nông thôn là khu vực địa giới hành chính không bao gồm địa bàn của phường, quận, thuộc thị xã, thành phố. Thời gian triển khai thí điểm từ ngày 24 tháng 10 năm 2019 đến ngày 15 tháng 9 năm 2020. Đối tượng khách hàng, đối với cá nhân người Việt Nam được cho vay thấu chi trên tài khoản thanh toán, cá nhân cư trú trên địa bàn nông thôn, cá nhân cư trú ngoài địa bàn nông thôn nhưng có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn nông thôn. Đối với đơn vị chấp nhận thẻ là các công ty hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh trên địa bàn, bao gồm các đơn vị cung ứng dịch vụ công như điện, nước, viễn thông, học phí, viện phí và các đơn vị cá nhân cung ứng vật tư nông nghiệp, thu mua nông sản. Mã sản phẩm 970-40526. Đáp ứng đủ điều kiện cho vay thấu chi trên tài khoản thanh toán phát hành thẻ. Thời hạn thấu chi tối đa 12 tháng kể từ ngày phê duyệt cho vay hạn mức thấu chi. Hình thức cấp hạn mức thấu chi tài khoản thanh toán phát hành thẻ ghi nợ hạn chuẩn. Hạn mức thấu chi chỉ được sử dụng để thanh toán hàng hóa dịch vụ, không dùng để rút tiền mặt. Hạn mức thấu chi tối đa lên đến 30 triệu đồng. Ưu đãi đối với khách hàng. Một, đối với chủ thẻ, miễn phí phát hành thẻ lần đầu, miễn phí quản lý tài khoản năm đầu, miễn phí thường niên năm đầu. 2. Đối với đơn vị chấp nhận thẻ, miễn phí trang bị POS, lắp đặt đường truyền, miễn phí chiết khấu cho đơn vị chấp nhận thẻ địa bàn nông nghiệp nông thôn khi chấp nhận thanh toán thẻ có mã sản phẩm 970-40526. Hỗ trợ các công cụ quảng cáo như băng rôn, biển hiệu. Khách hàng có nhu cầu, vui lòng đến Agribank nơi gần nhất để được tư vấn. Thông tin chi tiết hoặc liên hệ tổng đài 1900 558818, website agribank.com.vn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông báo của Điện lực Thạch Thành về việc thực hiện tuyên truyền và hướng dẫn sử dụng tiết kiệm điện. Năm nay, dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, hạn hán nắng nóng kéo dài. Để góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của nhân dân, Điện lực Thạch Thành khuyến nghị quý khách hàng hãy sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả với các biện pháp cụ thể như sau. 1. Đối với việc dùng điện trong hộ gia đình và kinh doanh dịch vụ,
hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn, máy điều hòa, bình nước nóng, bàn là điện trong thời gian cao điểm của hệ thống điện từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Tận dụng ánh sáng thông gió tự nhiên, ngắt các thiết bị điện không sử dụng ra khỏi nguồn điện. Tăng cường sử dụng các thiết bị điện hiệu suất cao, các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng như đèn compact, đèn hình quang T5, T8, chấn lưu hiệu suất cao, thiết bị bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, v.v. Đối với các nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại, giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện. Trường hợp có yêu cầu đặc biệt, từ sau 22 giờ, tắt toàn bộ đèn chiếu sáng, các pano quảng cáo tấm lớn. Đối với các cơ quan công sở, tắt các thiết bị sử dụng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc. Trang thiết bị điện trong các phòng khi không có người làm việc đều phải cắt điện, trừ các thiết bị có tính chất đặc thù. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm, hạn chế số lượng đèn chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân, vườn, hàng rào. Thiết kế lắp đặt hệ thống chiếu sáng hành lang, sân vườn, khu vực bảo vệ theo tiêu chuẩn. Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và chỉ để chế độ làm mát từ 25 độ C trở lên. Định kỳ tiến hành kiểm tra bảo dưỡng đường thông gió và đường dẫn nhiệt để tránh tổn thất điện năng. Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng. Khi thay thế hoặc lắp đặt mới, nên sử dụng thiết bị hiệu suất cao, thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm điện năng. Đối với các đèn treo trên trần, trên tường, phải lắp máng, treo, chụp để tăng độ chiếu sáng. Bố trí các thiết bị đóng cắt phù hợp với nhu cầu sử dụng điện thực tế. Đối với chiếu sáng công cộng, tăng cường áp dụng hệ thống thiết bị điều khiển tự động, có chế độ điều chỉnh công suất để giảm công suất chiếu sáng khi mật độ giao thông giảm. Đối với hệ thống chiếu sáng vườn hoa, công viên, chỉ sử dụng các loại đèn tiết kiệm điện, giảm 50% công suất chiếu sáng vào các giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện, trừ các dịp lễ, Tết và các sự kiện lớn. Kính đề nghị khách hàng cùng chia sẻ và thực hành tiết kiệm điện. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.